Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết, thời gian qua chúng ta thực hiện nghiêm việc cách ly tập trung, nhưng do tính mới của chủng virus lần này nên Bộ sẽ thay đổi lại phương thức bảo đảm giúp gia đình có trẻ em yên tâm hơn. Theo đó, Bộ Y tế đề nghị các địa phương cần phải phân loại hai nhóm trẻ để thực hiện cách ly. Nhóm trẻ dưới 5 tuổi là F1 có thể thực hiện cách ly tại nhà nghiêm ngặt do chính quyền địa phương chịu trách nhiệm và có điều kiện đi kèm như chỉ được một người trông phải có sức khỏe tốt và gia đình đó không có người già, không có bệnh lý nền. Việc này Bộ Y tế hiện đã thực hiện tại Cẩm Giang, Hải Dương và một số địa phương khác. Với trẻ từ 6 tuổi trở lên áp dụng mô hình phân kỳ cách ly tập trung, trẻ sẽ được áp dụng cách ly tập trung trong 7 ngày đầu và lấy mẫu ngày 1, ngày 3 và ngày 7. Khi trẻ có kết quả âm tính, trẻ sẽ được cách ly tại nhà theo quy định rất nghiêm ngặt với sự giám sát của chính quyền địa phương. Đăng ký ngay kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, trợ thủ đắc lực của người dân và doanh nghiệp.